Xin giới thiệu với anh Đức Khuê, với Ngọc Lan. Đây vừa là buồng khách để tiếp khách, cũng như là một cái phòng để trưng bày một số các cái thành tích của Hồ Sơn trong những thời kỳ mà vẫn còn đang thi đấu. Anh ơi, một số đó hả? Anh thấy rất là nhiều luôn đó. Mẹ ơi, con đã được ở trong nhà của anh Hồng Sơn, được đứng kế anh Hồng Sơn và đang chiêm ngưỡng những cái thành tích của anh Hồng Sơn nè mẹ ơi. Mẹ em rất là thích anh, em cũng rất là yêu anh. Từ hồi em bé xíu vậy nè, rất là thích luôn. Anh được bao nhiêu cái quả bóng vàng ta? Mình được hai quả. Một quả bóng vàng năm 1998 và một quả bóng vàng năm 2000. Quả bóng đồng thì cũng được hai quả, một quả năm 96 và một quả năm 99. Bên cạnh đó thì được một quả bóng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 năm 98 của châu Á, và cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup năm 1998, và một số các cái huân huy chương lao động ba bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài cái thành tích cá nhân thì đội thể công thì có hai lần chức vô địch. Đúng rồi. Là vô địch năm 1990 và vô địch năm 1998. Thì bên cạnh đó, cái cúp ở trên kia, cúp bằng platin năm 2001, khi Hồng Sơn đi tham dự cái cuộc thi kỹ thuật của Pepsi và đã được gặp Beckham, Rivaldo, Rui Costa, Juan Verón, Roberto Carlos và những cái danh thủ của thế giới đấy, và đã được giải nhì. Mắt Ngọc Lan cũng sáng lên, sáng rực luôn anh. Em không biết là cảm giác của anh với là cảm giác của quý vị khán giả đang xem chương trình như thế nào, nhưng mà riêng cảm giác của em bây giờ nó rất là bồi hồi, xúc động, và cảm giác rất mình rất là mình chảnh lắm anh. Mình chảnh là vì mình đã được ở đây nè. Trong nhà mình á là không có ai mà có cái tên lót mà là Hồng hết, mà chỉ có một mình anh Sơn là lót là Hồng Sơn thôi, đúng không bà? Là lý do là này, ông bố thì là sĩ Dậu nhá. Dạ. Thế đẻ đứa con trai đầu lòng là sĩ Cường. Dạ. Yeah. Thế thì đẻ mắn quá lại đẻ thêm cậu thứ hai, lại bảo sĩ thì lại sĩ Long. Ừ. Thế xong nghĩ là phải đẻ cái cô con gái đi, xong lại đẻ cậu thứ ba lại về sĩ Hùng. Thế cuối cùng là bực quá mãi cái con trai mà. Thế lúc đẻ đến Hồng Sơn thì thôi, không có sĩ nữa, đổi đi. Thì là đổi chính của là Hùng. Yeah. Hùng là anh. Yeah. Thì lấy là Hùng Sơn. Thế nhưng mà đi đá bóng như thế này thì coi như là trong đội gọi là Hồng Sơn, biến thành Hồng Sơn. Chúng ta nhà ủa tự Hùng mà biết mà Hồng lúc. Khi đội thể công vào thi đấu trong miền Nam thì cái giọng miền Nam đấy, cái anh Hồng Sơn, Hồng Sơn đấy, cái anh Hồng Sơn, cứ Hồng Sơn, Hồng Sơn, Hồng Sơn đấy, thì cảm nhận thấy nó cũng rất nhiều cái may mắn. Vừa đến với cái nghề của mình, là mọi người truyền thông được cái nghề nghiệp cứ thế nó may mắn. Thì từ đó là cứ chuyển sang thành Hồng Sơn. À. Thế em là may mắn với anh đúng không? Em là Hồng Hải. Hồng Sơn là Hồng Hải. Quá đẹp. Quá đẹp đôi luôn. Quá đẹp đôi. Anh Sơn có phải là người lãng mạn không ta? Trong anh là có hai nửa. Một nửa thì cuộc sống thì hòa đồng, rất cởi mở. Yeah. Thế và một cái cuộc sống nữa đó là trên sân cỏ. Thì cũng giống như những người nghệ sĩ trên sân khấu ấy, thì là khi anh ở trên sân cỏ thì nó gần như là nó có một cái gì đấy nó khác hẳn. Nó khác hẳn. Yeah. Nó khác lạ. Thế là mình là muốn diễn, mình muốn cống hiến, mình muốn thể hiện, rồi tất cả những ý tưởng sáng tạo là nó ở trên sân cỏ. Từ cái cú ngã, từ cú đi bóng, từ những cái hình ảnh mà ghi bàn lên chào, thì nó đều từ cảm xúc đấy luôn. Yeah. Ra. Và khi đã vào sân cỏ thì gần như là không còn là mình ở ngoài cái cuộc sống sinh hoạt bình thường. Có thể ở ngoài thì mình có thể mình giữ, mình nhịn, hoặc là mình có thể là không phải là cái đúng cái năng lượng của mình như ở trên sân cỏ. Cái hành động mà gọi là lãng mạn nhất của anh dành cho chị là hành động như thế nào? Chắc là cái hành động đó từ sinh nhật, từ hồi yêu. Từ hồi yêu lâu rồi. Rất là lâu rồi ha. Cũng lâu rồi. Mình thấy là cũng làm khoảng bao nhiêu bông em nhỉ? Nhiều lắm, cũng không nhiều đấy. Vài trăm bông hồng gì đó. Bự lắm, bự lớn thế này. Phải mấy cái hôm. Thì cũng đến trường, hồi đấy là Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tức là sân trường, và cũng... Có gọi không? Hải ơi, từ đợt đấy coi như cả trường em biết em. Tức là anh đứng giữa sân trường và anh tặng hoa cho chị, tỏ tình đó chị. Wow. Thấy lãng mạn chưa? Rất lãng mạn. Cái cầu thủ người ta lãng mạn hơn cả nghệ sĩ chứ này. Nhưng mà lúc nãy ở trong bếp ấy, có tâm sự với Sơn.
tôn chỉ của Hồng Sơn đó là gia đình. Khi mà ở sân cỏ thì là bạn ấy cống hiến cho bóng đá, nhưng mà khi về nhà thì lại là một người cha, rồi một người đàn ông rất là cần mẫn. Xưa tới giờ trong sự nghiệp của anh á, có cái giai đoạn nào hoặc là có cái trường hợp của một fan girl nào mà làm cho anh khó xử không? Rất nhiều cái câu chuyện cảm động. Họ gửi thư này. Trước thì em không thích xem đá bóng nhiều, nhưng mà lấy chồng và mình cũng biết tình cảm mọi người dành cho. Chưa bao giờ em nhìn thấy nhiều thư hâm mộ gửi đến như vậy. Yeah. Em thì tích ở quê, mang về quê để phải 6-7 cái bao tải to gần bằng cái bàn. Có những thư chưa trả lời hết. Bây giờ mà nó quy đổi ra like liếc thứ chắc nhiều lắm. Mình có gặp trường hợp fan cuồng nào không chị? Fan cuồng trên thư thì cũng có. Yeah. Có nghĩa là một cái địa chỉ đấy gửi rất nhiều. Nhưng mà có những cái fan nào ví dụ như là họ gửi gắm luôn cả cái tình cảm của họ trong đó, tình cảm yêu thương trai gái. Có, sau này đọc lại những cái thư này cũng có rất nhiều. Có rất nhiều những cái thư mà các cô gái viết này. Nhưng mà anh Sơn là vẫn kiên định. À tại anh Sơn chưa đọc được thư đấy. Anh Sơn là chưa đọc được thư đấy. Lượng đấy. Mọi người bảo chữ này cứ phải bỏ ra bóc ra kiểm tra đi, chữ kia vừa ở trong đấy là cái toàn đô với cái. Cô phải không trả lời được từng bước một. Cô mới viết một bước xong cô photo. Photo ra mấy nghìn như thế xong cứ đi gửi. Thật ra thì anh Sơn ngoài cái thành công của về sự nghiệp của mình á, thì ảnh còn cái thành công nữa đó là tình cảm của khán giả dành cho anh quá nhiều. Đến bây giờ. Dạ. Có những cái giai đoạn cũng như giai thoại hoặc là những cái kỷ niệm. Mọi người bảo, thế Hồng Sơn như là thỉnh thoảng như là cứ đi tỉnh, đi chụp ảnh hay đi đâu mà lại thấy cả chăn trâu. Hơi giật mình. Mà sao lại chăn trâu nhỉ? Đâu bao giờ dám ngồi lên trâu đâu. Thế là cứ hỏi đi hỏi lại rồi suy nghĩ. Thế thì bắt đầu về sau đầu là khi đi các tỉnh ấy, các tỉnh miền núi ấy, đúng thật từ xa xa kia là đúng thật thấy có một cậu bé với 2-3 cậu bé là đang chăn trâu. Cậu bé đấy thì đằng sau là mặc chiếc áo Hồng Sơn. Thế là mọi người bảo thế nào sao ông Hồng Sơn đi chăn trâu ở đây cả. Thì mình cũng rất là ngạc nhiên và cũng bảo đúng là nhà mình cũng hồi kể cả hồi bé toàn Hà Nội chứ đâu bao giờ đi chăn trâu đâu. Thì hóa ra là Huỳnh Đức và Hồng Sơn là có thể kỳ đi chăn trâu. Hôm nay thì em rất là vui khi mà được gia đình đón tiếp một cách nồng hậu như vậy. Cảm ơn anh, cảm ơn gia đình, cảm ơn ông bà nè. Đã cái thứ nhất là nhận lời tham gia chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà. Cái thứ hai là đãi con với lại anh Khuê một cái bữa ăn rất là ngon. Và con cũng xin thay mặt cho chương trình xin kính chúc cho gia đình của mình thật là nhiều sức khỏe nè. Lúc nào cũng vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Cũng thay mặt cho gia đình, Hồng Sơn gửi lời cảm ơn đến chương trình, cũng như là chúc cho anh Đức Khuê và Ngọc Lan thành công trong cuộc sống.